Đồng hành cùng học văn chị Hiên để chinh phục 8 cộng trong mọi kỳ thi các em nhé. Thì bây giờ quay trở lại đây chị đang nói về cái kỹ thuật này. Các bạn ơi, các bạn đã bao giờ nghe tới cái kỹ thuật để thiết lập cái bộ dẫn chứng này chưa ạ? Chúng mình đã bao giờ nghe tới cái cách thiết lập cái bộ dẫn chứng này chưa ạ? Chị rất muốn rất muốn hỏi các bạn. Các bạn đã bao giờ nghe đến cái kỹ thuật này chưa? Thiết lập bộ dẫn chứng bằng một cái bằng bằng một cái kỹ thuật đó là 4V kép 1U và một N. Các bạn có thể thấy rằng là ở trong cái thời đại công nghệ số như thời điểm hiện tại để tìm một cái dẫn chứng nghị luận xã hội không hề khó một tí nào cả. Bởi vì các bạn có thể lên những cái trang báo chính thống ví dụ như Dân trí, VTV News, VN Express, những cái, những cái tờ báo chính thống ấy. Thì các bạn sẽ thấy rằng là có quá nhiều những cái dẫn chứng ở đó. Hay là kể cả những cái trang mạng xã hội ví dụ như là Việc Tử Tế này, Cặp Lá Yêu Thương này, VTV24 này, thì kể cả là những cái trang mạng xã hội đó cũng đem lại cho chúng ta một cái nguồn dẫn chứng cực kỳ cực kỳ là dồi dào, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta đã nói với nhau rồi, đó là gì nhỉ? À, đó là khi mà thiết lập bộ dẫn chứng thì nó phải mang cái tính chất cơ bản như thế này. Đặc điểm của dẫn chứng. Trước tiên, nó phải chính xác. Được không ạ? Ok chưa nào? trước tiên là nó phải chính xác nó phải tiêu biểu nó phải cập nhật và nó phải phù hợp chúng mình nhá đây sẽ là cái tiêu chí lựa chọn các dẫn chứng cho cái đề bài của chúng mình ok chưa ạ chị ghi ra các trang báo chính thống được không để các bạn tìm đúng không rồi đồng ý nhá thì các bạn có thể tìm nguồn ở đây chúng mình sẽ có này chúng ta có thể tìm hiểu ở những trang ví dụ như vtv news được không ạ ok chưa hay các bạn có thể tìm ở uh, được không nào các bạn có thể tìm ở những cái trang ví dụ như là dân trí này được không ạ hay là vn express này được không vn express này được không ạ uh, đây thì phải được không nào rồi thì lao động này báo lao động này được không ạ? Đó, rất là hay là những cái trang báo của các tỉnh này thì các bạn cũng cũng có thể, các bạn cũng có thể tìm. Ok chưa nào? Rồi, hay là các bạn có thể tìm trên các cái trang tin mà chúng ta nghe và chúng ta nhìn. Ví dụ như VOV là nghe, được không ạ? VTV là nhìn, được không ạ? Có thể là VTV1, VTV24. Được không ạ? Ok không? VTV2, VTV3, vân vân. Được chưa nào? Hay là các bạn có thể tìm trên các trang trên các cái fanpage ở mạng xã hội là cái nơi mà các bạn tiếp cận gần nhất bởi vì chị nghĩ rằng là cái việc đầu tiên mà các bạn làm khi mà mở mắt sau khi chúng ta tắt báo thức thì có lẽ chính là cái việc các bạn vào Facebook đúng không? Hay là vào Messenger hay vào TikTok hay vào IG. Tức là bản thân chị thì thấy rằng là đấy là một cái công việc hàng ngày của các bạn rồi. Và đó là lý do vì sao mà chị em mình gặp nhau mà chị thấy điều đấy không xấu tức là chị nghĩ rằng các bạn sử dụng cái việc các bạn sử dụng mạng xã hội là không xấu cái vấn đề là làm thế nào để chúng mình vận dụng nó và mình sử dụng nó một cách hữu ích thì ở đây chị nghĩ rằng những cái này sẽ là hữu ích nếu mà các bạn chịu khó đọc được không ạ à? hay là ví dụ các bạn có thể tìm ở việc tử tế chị thấy ở cái trang này rất nhiều dẫn chứng về người tốt việc tốt về những cái đức tính của con người cần có dũng cảm kiên trì nỗ lực không bỏ cuộc dám khác biệt vân vân bản thân chị cho rằng là đây là một cái trang mà một cái kho tàng siêu to khổng lồ luôn được không ạ à? hay là ví dụ chúng ta sẽ có những cái trang khác như là cặp lá yêu thương này được không nào rất nhiều những cái kênh fanpage mà cung cấp cho chúng ta những cái phần dẫn chứng hay chính xác tiêu biểu cập nhật và phù hợp nữa được không ạ à? nếu vấn đề là ý chí kiên cường thì mình dùng dẫn chứng về hoa hậu phương nga gần đây nhất được không ạ à? bản thân chị cho rằng dẫn chứng về hoa hậu phương nga thì chúng mình không nên sử dụng bởi vì các em phải hiểu là như thế này hoa hậu phương nga là có dính đến những cái liên quan tới pháp luật và chính trị chị thì cho rằng là những cái dẫn chứng mà liên quan tới pháp luật và chính trị thì chúng ta không nên đưa vào trong bài viết bởi vì nó khá là nhạy cảm mà chúng ta có rất nhiều những cái dẫn chứng khác về kiên cường và nghị lực tại sao chúng ta lại cứ phải đâm đầu vào những cái dẫn chứng mà chúng ta biết thừa rằng nó rất nhạy cảm và chúng ta cũng không biết được xét theo góc độ này thì là đúng nhưng xét theo góc độ kia thì là sai. Nên là chị chị khuyên em là em không nên dùng mà em nên chọn một cái dẫn chứng khác không có tranh cãi, một cái dẫn chứng khác không liên quan đến những cái vấn đề nhạy cảm như là về pháp luật hay là về chính trị. Ok không? Nhá, thì đấy là cái lời khuyên của chị cho em. Rồi, các bạn ơi, đây ạ, à, chúng mình có. Các bạn sẽ thấy này, nếu như mà chúng mình đây nhá, đây là nguồn nha. Đây là nguồn nha chúng mình sẽ chú ý thêm giúp cho chị một cái nữa đó là nếu như mà chúng mình xét về dẫn chứng ấy đúng không ạ nếu như chúng mình mà xét về dẫn chứng thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có hai cái dạng dẫn chứng chính được không nào chúng mình sẽ có hai cái dạng dẫn chứng chính thường gặp đó là gì các bạn biết không hai dạng dẫn chứng chính thường gặp các bạn biết là gì không nào các bạn biết là gì không à các bạn có biết hai cái à, các bạn có biết là hai cái mà dạng dẫn chứng chính mà chúng mình thường gặp là gì không rồi chúng ta sẽ có ở đây này cái thứ nhất đó chính là những cái dẫn chứng mang tính chất kinh điển tức là nó đúng ở kiểu mọi thời đại luôn á những cái con người mà đi cùng với thời gian và sống cùng với thời gian luôn á à một trong số những cái dẫn chứng mà chúng mình hay sử dụng nhất đó chính là gì ạ đó chính là chủ tịch hồ chí minh bác hồ người là tình yêu thiết tha nhất trong lòng dân và trong mỗi trái tim nhân loại đúng không ạ bác thương các cụ già đêm bác thương các cụ già xuân về đem biếu lụa bác thương đàn cháu nhỏ trung thu gửi cho quà bác thương đàn dân công đêm nay ngủ ngoài rừng giải lá cây làm chiếu manh áo phủ làm chăn và có thể thấy rằng hình ảnh của người chính là kết tinh cho những gì đẹp đẽ nhất của dân tộc Việt Nam tham mười đẹp nhất bông sen Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ và chúng ta phải thừa nhận một điều rằng là đa số những cái dạng đề mà về tư tưởng đạo lý những cái bài học trong cuộc đời những cái phẩm chất tốt đẹp mà chúng mình cần có nuôi dưỡng giữ gìn và phát huy thì đa số rất nhiều bạn sẽ lấy dẫn chứng về chủ tịch hồ chí minh ở đây ai đã từng lấy dẫn chứng về người ạ có thể giơ tay chị xem không không thể phủ nhận ạ đây là một tấm gương vô cùng lớn vô cùng vĩ đại soi sáng cho rất nhiều lớp người của dân tộc việt nam không chỉ bây giờ đâu ạ à, mà còn là mãi mãi sau này nữa thế nên bản thân chị cho rằng là đây là một trong những cái dẫn chứng hình ảnh về người là một trong những cái cách để cho chúng ta chứng minh hoàn toàn hoàn toàn phù hợp luôn được không nào rồi hay là chúng ta sẽ có những cái con người vĩ đại với những cái phát minh của họ với những cái sáng kiến của họ đã làm thay đổi cả thế giới thì các bạn cũng có thể sử dụng những cái dạng dẫn chứng như vậy ví dụ như nhà bác học thomas edison được không nào đúng không các bạn cũng có thể sử dụng thế nhưng các em ơi nếu như trong trường hợp mà các bạn lựa chọn những cái dẫn chứng kinh điển nhé và tập trung vào việc là khai thác những dẫn chứng kinh điển nhé thì chị nghĩ rằng là cái vấn đề nó sẽ là như thế này các bạn biết rất nhiều về câu chuyện Chủ tịch Hồ Chí Minh, ví dụ như là khi mà bác năm 1911 tại uh, bến cảng Nhà Rồng. Với hai bàn tay trắng thì bác đã ra đi tìm đường cứu nước. Lúc bấy giờ chúng ta có thể thấy rằng đây là một cái dẫn chứng hoàn toàn phù hợp với lý tưởng sống, đúng không ạ? Bởi vì là sinh ra trong cái hoàn cảnh đất nước của chúng ta gì ạ? phải đối diện với cái xiềng xích của kẻ thù xâm lược. Thế nên là bản thân người đã mang trong mình một cái lý tưởng, đó là kim chỉ nam. Đó là tôi phải ra nước ngoài và tôi phải sang phương Tây để xem cách mà họ làm, để sau đó mang tất cả những cái điều tốt đẹp đó về giải phóng cho đất nước, giải phóng cho dân tộc. Có thể thừa nhận rằng đó là một lý tưởng lớn, nhưng chính xác nó đã là cái ngọn hải đăng để soi đường cho người, để sau 30 năm buôn ba ở nước ngoài, người đã mang ạ à? à mang cách mạng về với đất nước Việt Nam ta để sau này có được thắng lợi huy hoàng thì chúng ta có thể thấy rằng là hay là chúng ta chỉ biết đến người với hình ảnh của một con người như thế nào ạ? À? à cực kỳ là cực kỳ là dũng cảm. Đúng không ạ? À? Và cực kỳ là can đảm là hình ảnh của một con người mà như thế nào nhỉ? Vào ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình lịch sử chủ tịch hồ chí minh đọc bản tuyên ngôn độc lập để khai sinh ra nước việt nam dân chủ cộng hòa ý chị muốn nói ở đây là gì là các bạn chỉ biết đến những cái câu chuyện mà rất nhiều người biết vậy đã bao giờ các bạn khai thác cái dẫn chứng kinh điển này dựa trên những cái khía cạnh và câu chuyện ít người biết chưa được không ạ à? câu chuyện ít người biết chưa chị chỉ hỏi một câu đơn giản như thế thôi bởi vì các em đều biết mà À những cái câu chuyện mà như thế nào nhỉ à những cái câu chuyện mà nhiều người biết thì nó là cũ nhưng nếu như vẫn là hình ảnh của con người đó nhưng mình khai thác ở một cái câu chuyện khác ở một cái tình huống mà ít người biết thì rõ ràng chúng ta thấy rằng đó là một câu chuyện mới một cái dẫn chứng lại mang tới cái sự thú vị thế nên chị muốn khẳng định với các bạn ở đây nhé không phải cứ đưa ra những cái dẫn chứng về chủ tịch Hồ Chí Minh, về nhà bác học Thomas Edison hay Einstein hay Newton là cũ mà cái vấn đề là cách các bạn lựa chọn cái khía cạnh, cái câu chuyện về họ để đưa vào như thế nào mà thôi. Đúng không ạ? Chúng ta có rất nhiều những câu chuyện về người, phải không nào? Chúng ta có rất nhiều câu chuyện về người. Các bạn đã nghe tới câu chuyện mà Bác gọi là nhường áo của mình cho một người tù binh chưa? Các bạn đã nghe tới câu chuyện về chiếc vòng bạc và lời hứa của bác chưa? Các bạn đã nghe về cái câu chuyện mà ngày hồi tiểu học chúng mình được học Nhưng còn nhớ không về cái cách mà bác nhìn thấy một cái rễ cây á Đúng không ạ? À? Rễ cây đa ấy, sau một cái trận bão đấy Mà bị rụng đấy Đúng không nào? bị bầm... Thì sau đó bác đã làm như thế nào? Và rất nhiều những cái câu chuyện khác về người cũng là thể hiện cái đức tính đó, thể hiện cái phẩm chất đó. Nhưng các bạn đã biết chưa? Đó, chị chỉ hỏi một câu đơn giản như thế thôi. Ok không ạ? À? Nên đừng bao giờ cho rằng là với những cái dẫn chứng kinh điển như vậy là chúng ta sẽ không thể khai thác được nữa và chúng ta không nên dùng. Mà cái vấn đề ở đây á là cái chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải tập trung cho cái việc trau dồi cái vốn hiểu biết và tri thức của mình Bởi vì nghị luận xã hội nó rộng mở lắm các em ạ Chúng ta phải bỏ công, phải chịu khó tìm dẫn chứng hay Chúng ta phải chọn lọc Và đặc biệt là các ý kiến đáng tin cậy của chuyên gia, các số liệu nghiên cứu Thường thì bước này chúng ta phải chủ động làm sớm và chuẩn bị Được không ạ? Sau khi mà bây giờ ví dụ như là có những cái đề bài tập về nhà chẳng hạn mà chúng ta không bị bí về thời gian Chẳng hạn Thì chủ động đi tìm những cái dẫn chứng đi Hãy nghiên cứu đi, hãy chọn lọc đi Bởi vì các bạn phải tìm Thì các bạn mới ra ý hay được Chứ nếu như mà các bạn mà không chịu khó tìm Mà các bạn cứ xáo rộng, cứ nghĩ rằng là Mình nghe được cái này ở đây thì mình cho vào luôn Chứ mình tìm tòi làm gì Thì chị nói thật các bạn có cố thế Chứ cố nữa các em cũng không thể viết được Những cái bài nghị luận xã hội hay đâu Các em ơi được không? Ok không? Hiểu ý chị không? Chúng mình ơi hiểu ý chị không ạ? Nào, các bạn ơi các bạn có hiểu ý chị không? Rồi. Chị ơi nếu những ví dụ đã cũ như anh Nick hay tác giả của cuốn tiểu thuyết Harry Potter thì nên không ạ? Ờ à, nhàm chán. Đấy chị vừa nói, chị vừa giải quyết cái vấn đề đấy luôn. Các em chỉ biết về Nick với hình ảnh của một người thành công ở thời điểm hiện tại. Vậy các bạn đã bao giờ đọc cái cuốn sách Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của Nick Vui Trích chưa? Và đã biết những cái câu chuyện rất nhỏ nhỏ ở trong cái cuốn đó chưa? Đúng không? Rất nhiều những cuốn sách khác của Nick các bạn đã biết chưa? Được không nào? Chúng mình có hiểu những cái gì mà chị Hiên vừa trao đổi không ạ? Chị xác nhận lại một lần nữa ạ. Các bạn có hiểu cái vấn đề mà chị vừa trao đổi không? Chị đã giải đáp luôn câu hỏi của em rồi đấy. Chứ chị chưa đọc nhưng mà chị đã giải đáp luôn bởi vì chị đoán đấy cũng sẽ là cái vấn đề mà các bạn thắc mắc đấy. Và chị đã giải đáp luôn rồi Chúng mình ơi, chúng mình có hiểu không? Có nhận ra được cái bài học gì ở đó không? Hãy nhớ nhá, là phải bỏ công Phải chịu khó tìm dẫn chứng Phải chọn lọc Chứ không phải là chỉ gọi là đơn thuần Cứ nghĩ rằng là viết, viết, viết và viết đâu Ok không ạ? À? Nghị luận xã hội nó là như thế Chúng mình nhá Các bạn khác đâu hết rồi, có hiểu không? Xác nhận lại giúp chị để chị chuyển sang ý tiếp theo nhá Nào Xác nhận lại giúp chị để chị chuyển sang ý tiếp theo nha chúng mình ơi. Được không ạ? À? Xác nhận lại giúp chị để chị chuyển sang ý tiếp theo nhá, đúng cái em thắc mắc lâu nay ạ. À. <laughs> rồi đồng ý, rồi chị biết mà, chị hiểu rõ điều đấy chứ, chị làm việc với các bạn rất nhiều nên chị thường là chị phải nắm được khoảng đến 80 đến 90% cái mà các bạn băn khoăn rồi. Nên việc của chị là đi tháo gỡ những cái băn khoăn cho các bạn thôi. Ok không ạ? À? Đồng ý nhá. Rồi, đấy là cái dạng dẫn chứng số 1. Còn cái dạng dẫn chứng số 2 ở đây chúng mình có. Đó là dẫn chứng mang cái tính chất cập nhật được không ạ? Mang tính chất cập nhật. Ok không nào? Thì nếu như mà các bạn muốn tìm những cái dẫn dẫn chứng cập nhật này á, các bạn có thể phân biệt hai cái loại dẫn chứng này bằng một câu hỏi. Đố các bạn biết là câu hỏi gì nào? Chị cũng muốn chúng mình tư duy một tí. Thì chúng mình ơi, để có thể phân biệt hai cái dạng dẫn chứng này Thì theo các bạn là chúng mình sẽ dùng cái câu hỏi nào để phân biệt Nào, theo các em thì chúng mình sẽ dùng cái câu hỏi nào để phân biệt đây Chị rất muốn hỏi các bạn điều này ạ à, Bởi vì để chị xem tư duy của chúng mình thế nào Chị Hiên đang chia dẫn chứng ra thành hai dạng chính Một là dạng kinh điển và hai là dạng cập nhật Thì dạng cập nhật ở đây các bạn có thể thấy ví dụ như thế này nhá Quang Linh Vlog này được không ạ? À? Quang Linh Vlog này Ok không? Ok chưa? À, hay là đây là về những cái đề Về những điều tử tế này Về lý tưởng sống này Về mang hình ảnh của Việt Nam đến với bạn bè thế giới này Ok chưa? Hay là ví dụ chúng ta có đầu năm 2021 Chúng ta có hình ảnh của người anh hùng Anh Nguyễn Ngọc Mạnh này Đúng không? Đó, với những cái điều tử tế trong cuộc sống Thì các bạn ơi Làm thế nào để chúng mình có thể phân biệt À, làm thế nào để chúng mình có thể phân biệt hai cái dạng này đâu là để chúng ta biết đâu là dẫn chứng kinh điển và đâu là dẫn chứng cập nhật chị đố các bạn biết đấy chúng ta dùng câu hỏi nào ạ để phân biệt ạ chúng ta dùng câu hỏi nào để phân biệt à <laughs> vấn đề nóng hiện nay à? à không chưa đúng chưa đúng chưa chuẩn phương ơi phương ơi chưa chuẩn đâu chưa chuẩn đâu chưa chưa trùng đích chưa trùng đích Câu hỏi khi nào á? <laughs> khi nào là như thế nào? À, vấn đề này xảy ra khi nào á? Ừ, uhm, thế á? Ừ, uhm, không, chứ vẫn chưa chúng vẫn chưa chúng Thôi chị sẽ đưa ra cái đáp án nhá. Chúng mình sẽ dùng một cái câu hỏi như thế này. Đó là dẫn chứng A sau khoảng 20 năm, 30 năm, 50 năm có còn được nhắc đến nữa hay không Tức là như thế này Chúng ta thấy rằng là ví dụ như hình ảnh của anh Nguyễn Ngọc Mạnh á Đến thời điểm bây giờ là đã rất là nhiều người quên mất anh ý rồi Phải không ạ? Và chị tin chắc khoảng 5 năm nữa, 10 năm nữa thì Người ta sẽ không còn nhắc về anh Mạnh nữa Rất là ít, rất là hiếm khi nhắc về anh Mạnh nữa Và sau khi đến thế hệ Các bạn mà khoảng 30 năm nữa rồi thì không biết anh Mạnh này là ai luôn <laughs> Đúng không ạ? Thì đấy, cái vấn đề nó nằm ở cái chỗ đó. Nhưng mà dù cho có 50 năm nữa hay 100 năm nữa hay 200 năm nữa thì Chủ tịch Hồ Chí Minh hay nhà bác học Thomas Edison hay là Einstein thì vẫn sẽ là những cái con người mà giống như kiểu đi cùng thời đại luôn á. Thì đó, các bạn hãy phân biệt giúp cho chị là như thế nhá. Nhưng cái vấn đề ở đây là ở thời điểm hiện tại thì các bạn vẫn thường lựa chọn những cái dẫn chứng mang tính chất cập nhật. Chị cũng luôn luôn khuyến khích các bạn là nên sử dụng những cái dẫn chứng mang tính chất cập nhật. Bởi vì sao hả các em? Bởi vì nó rất là gần gũi. Nó rất là đời thường và thường chúng ta vẫn nói rằng là những cái gì mà gần gũi và đời thường ấy thì dễ để đi vào trái tim của người khác lắm. Thế nên là chị cũng khuyên các bạn là Hãy trau dồi cái vốn tri thức của mình ở cái giai đoạn mà các bạn đang sống. Bởi vì về cơ bản là cũng có thể là đề thi của chúng mình sẽ dựa vào những cái vấn đề đó để hỏi các bạn về những cái đó. Bởi vì về cơ bản là chúng ta thấy rằng là ừ, thật ra những cái gì đấy như chị đã nói rồi, gần gũi và đời thường thì vẫn thường như thế nào ạ? À thì vẫn sẽ mang đến những cái trải nghiệm nó khác hơn. Và cái quan trọng là như thế này những cái dẫn chứng mang tính chất kinh điển như Chủ tịch Hồ Chí Minh hay là Thomas Edison hay là Nick Vujicic các kiểu ấy. Thì thường là các bạn sẽ không biết được những cái câu chuyện hay bởi vì các bạn thường không đầu tư thời gian để đi tìm hiểu. Nhưng những cái dẫn chứng nó mới như thế này thì một là các bạn kiểu với cái tâm thế rất là thích gọi là tham gia vào những cái drama hay rất là thích cập nhật những cái thông tin ở trên mạng xã hội thì chị cũng cảm thấy là những cái dẫn chứng mang tính chất cập nhật là nó gần với các bạn hơn và các bạn chỉ cần đưa vào trong bài biết bài viết là nó đã có tính mới rồi chứ không cần phải là gì ạ lựa chọn một cái dẫn chứng kinh điển xong lại phải đi tìm tòi ở rất nhiều nơi để lựa chọn ra những cái câu chuyện mà ít người biết Đấy thế nên là chị thì chị cho rằng là các bạn nên lựa chọn những cái dẫn chứng mang tính chất cập nhật chúng mình nhá. Đấy là lời khuyên dành cho chúng mình. Và chị giúp cho các bạn đây ạ, à, thiết lập một cái bộ dẫn chứng mang tính chất cập nhật cũng được, mang tính chất kinh điển cũng được, dựa trên cái kỹ thuật này, 4V kép, 1U và 1N được không ạ? À? Ok không? Chị sẽ thiết lập thử một cái cho chúng mình để chúng mình biết nhá. Ok không? Chị sẽ thiết lập thử một cái nhá Và các bạn có thể chủ động lên các cái trang mà chị vừa để ở đây này VTV News, Dân trí VN Express, Lao động Rất nhiều những cái trang báo chính thống Hay là VOV, VTV1, VTV24, VTV3 Bản thân chị cho rằng là cái tiêu điểm VTV, chương trình tiêu điểm của VTV24 á là một trong những cái chương trình mà các bạn cực kỳ phải chú ý bởi vì chị cho rằng là nó rất là hay và nó đem đến cho chúng ta rất là nhiều những cái vấn đề hot mà nếu như các bạn để ý một tí thì cái chương trình tiêu điểm trên VTV24 nó còn được trình bày theo đúng cái bố cục của một bài nghị luận xã hội luôn cơ. Tức là người ta sẽ dùng một cái quan điểm về một cái vấn đề nào đó đang rất hot và tìm những cái dẫn chứng để chứng minh cho cái quan điểm mà người ta đưa ra và thường cái cách kết thúc nhá, rất là gợi mở để cho để cho người xem phải suy nghĩ về chính bản thân mình từ những cái gì được chia sẻ từ chương trình tiêu điểm đấy thì chị rất hy vọng rằng là với cái sự chia sẻ của chị ngày hôm nay thì các bạn có thể lắng nghe các bạn có thể xem những cái chương trình đấy nhiều hơn hay ví dụ các bạn có thể lên cái trang nếu các bạn giỏi tiếng anh thì các bạn có thể lên cái trang ted đấy ted đi các bạn có biết không t e d biết không ted talk ấy đấy thì chị thấy là ở đó cũng rất là nhiều những cái bài diễn thuyết hay khủng khiếp luôn được không ạ à? diễn thuyết hay cực luôn mà đúng là chúng ta nghe xong chúng ta có thêm rất nhiều những cái kiến thức và cách lập luận về một vấn đề nào đó thì đấy là một cái nguồn tiếp tục mà chị chia sẻ cùng với chúng mình và chị hy vọng là nó sẽ hữu ích đối với các bạn chị ơi chứng minh nên lấy một dẫn chứng phân tích hay hai dẫn chứng ạ à? cái này một lát nữa chị sẽ hồi âm cho em nhá yên tâm là chị có nói về phần đấy nên các bạn cứ hết sức bình tĩnh được không ạ à? rồi bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau tiếp tục này ok không bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau tiếp tục nhá chúng ta có ở đây trước tiên là Hu tên chị sẽ thiết lập thử cho các bạn một cái dẫn chứng về anh Nguyễn Ngọc Mạnh nhá đồng ý không rồi đầu tiên Hu là anh Nguyễn Ngọc Mạnh được không ạ? Địa điểm lúc bấy giờ xảy ra uh, đó là chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng. Một chung cư ở đường Nguyễn Huy Tưởng. Được không ạ? Rồi khi nào? Đó là vào tháng 2 năm 2021. Được không ạ? Và tóm tắt sự việc xảy ra đó chính là anh Mạnh anh Mạnh đã xả thân lao vào đỡ một em bé rơi từ tầng 12 của khu chung cư được không ạ à? của chung cư được không nào và rất may mắn thì à em bé ấy không gặp vấn đề nguy hiểm được không nào đơn giản thế thôi được chưa nào và sau đó chúng ta sẽ sử dụng cho những cái đề ví dụ như về tình yêu thương này về gì nhở à về những điều tử tế trong cuộc sống này được không ạ à? về lòng tốt này được không ạ à? về những điều tử tế này về lòng tốt này về sự dũng cảm này ok chưa lối sống cống hiến này ok chưa ạ đấy thì các bạn ơi thêm một cái nữa mà chị muốn chia sẻ cùng với chúng mình từ cái đây nguồn chúng ta có thể lấy ở đây ví dụ như là ở báo dân trí chẳng hạn đó ok chưa ạ thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhé đó là từ cái việc mà chị vừa chia sẻ trong cái việc thiết lập bộ dẫn chứng này thì các em sẽ thấy cái này rất quan trọng này cái ô này là một trong những cái ô mà chị muốn các bạn để ý tại vì sao lại như thế à chúng ta rút ra được một cái đó chính là gì không phải là cái dẫn chứng đó chỉ phù hợp cho một đề bài đâu được không ạ à? nhá Không phải là dẫn chứng đó chỉ phù hợp cho một mở bài đã à, cho một bài đâu cho một vấn đề đâu mà khi chúng ta xoay vần cái dẫn chứng hay nói cách khác ở đây là khi mà chúng mình làm gì nhỉ à Khi mà chúng mình gọi là thay đổi cái góc nhìn và phân tích cái dẫn chứng điều khiển cái dẫn chứng đó thì chúng ta sẽ có thể thấy dẫn chứng đó phù hợp với rất nhiều những cái dạng đề khác nhau. Các em có thấy như thế không ạ? Phù hợp với rất nhiều vấn đề khác nhau. Ví dụ như với hình ảnh của anh Nguyễn Ngọc Mạnh, chúng ta thấy được là gì nhỉ? À anh đã xả thân lao vào đỡ một em bé rơi từ tầng 12. Đúng, nói về sự dũng cảm cũng anh lấy anh Mạnh cũng được. Nói về cái lối sống cống hiến cũng được. Nói về cái tình yêu thương cũng được nói về những điều tử tế hay lòng tốt trong cuộc sống cũng được luôn phải không ạ à? cái quan trọng ở đây ấy là chúng ta sẽ phân tích cái dẫn chứng này như thế nào để có thể phù hợp được không ạ à? để có thể phù hợp với cái vấn đề mà chúng ta đang cần đi làm rõ ở đề bài Vậy thì chúng mình ơi, với cái kỹ thuật chị vừa đưa ra là 4V kép, 1U và 1N, các bạn đã hiểu cái cách chúng mình thiết lập bảng dẫn chứng chưa? Chị nghĩ là sẽ rất đơn giản để các em có thể tự làm một cái tài liệu cho chính mình để vừa tăng cái vốn hiểu biết của mình mà cũng là một cái vốn riêng của mình. Được không nào? Các bạn ơi, được không ạ? Các bạn ơi, được không? Ok không? nhá và hãy chú ý giúp cho chị những cái dẫn chứng cập nhật ở đây á, các bạn đừng có tự bịa dẫn chứng nhá. Rất nhiều bạn nói với chị rằng là chị ơi nhiều bài em bị dẫn chứng quá em bịa một người ra có được không chị? À thế thì chị nói luôn với các bạn, chị đã nhấn mạnh rồi. Về đặc điểm của dẫn chứng phải chính xác, tiêu biểu, cập nhật và phù hợp. Cũng đừng có lấy những cái dẫn chứng ví dụ như bạn ngồi cùng bàn với em hay bác hàng xóm nhà em hay là gì ạ chị gái em hay là gì ạ à, bố em hay là gì ạ em trai em hay là gì ạ à, bạn cùng lớp với em bạn cùng khối với em bạn cùng trường với em trừ khi những con người ấy là những con người tiêu biểu được đông đảo mọi người biết tới ok chưa chứ đừng có nghĩ rằng là mình bịa ra mà thầy cô không biết đừng có múa dìu qua mắt thợ ok chưa đấy là chị nhắc luôn là như thế nên phải chủ động tìm hiểu đi chủ động tìm tích lũy đi chứ đừng nghĩ rằng là thôi sợ gì vào đấy nhìn bài nghị luận xã hội ấy mà không tìm được dẫn chứng phù hợp không nhớ được cái gì thì mình tự bịa ra một người kiểu thế em ơi đừng có đừng có dại gì nhá chị nói thật nhá chốt nhá rồi cái bước đầu tiên thiết lập bộ dẫn chứng. Các em có muốn hỏi gì chị thêm không ạ? Nào các bạn ơi, đầu tiên là thiết lập bộ dẫn chứng. Các bạn có muốn hỏi gì thêm không ạ? Chúng mình ơi, trước tiên là thiết lập bộ dẫn chứng. Chúng mình có hiểu không ạ? Nào, các bạn có hiểu phần này chưa? Ok nhá, xong bước số 1 nhá. Chúng ta sẽ cùng đến với cái bước số 2. Bước 2 trong phần chứng minh này. Bước 2 của chúng mình sẽ là Rồi ạ, à, thiết lập dẫn chứng xong rồi. Bước 2 của chúng mình sẽ là đưa dẫn chứng vào bài viết thích hợp. Đưa dẫn chứng vào bài viết cho thích hợp. Bây giờ chị sẽ hướng dẫn các bạn đưa dẫn chứng nha. Vậy là với cái thao tác vừa rồi chúng mình đã có được gì nhỉ? À, chúng mình đã có được dẫn chứng rồi, một cái bộ dẫn chứng để có thể sử dụng cho rất nhiều những cái đề khác nhau rồi. Ok chưa ạ? Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau tìm cách để đưa những cái dẫn chứng đó vào bài viết của chúng ta cho thật là thích hợp nha. Ở đây chúng mình sẽ có cụ thể như sau, trước tiên, các bạn sẽ phải có một câu dẫn. Ok chưa ạ? Câu này sẽ đóng vai trò là vừa kết nối với cái phần phân tích và bàn luận ở phía trên, đồng thời cũng giúp các bạn có thể chuyển sang bước thứ hai luôn, đó chính là gọi tên dẫn chứng. Được không nào? Sau khi gọi tên dẫn chứng xong, chúng mình đến với bước số 3. Đó chính là trình bày dẫn chứng. Được không ạ? Và chúng mình có thêm cái bước thứ tư, đó chính là phân tích dẫn chứng. Ok chưa ạ? Câu dẫn này, gọi tên dẫn chứng này, trình bày dẫn chứng này, phân tích dẫn chứng này. Được không? Các em ơi, các tình yêu ơi, được không ạ? À? Câu dẫn này, gọi tên dẫn chứng này, trình bày dẫn chứng này và phân tích dẫn chứng này. Ok không ạ? À? Được không nào? Thế thì bây giờ làm một cái ví dụ để cho chúng mình hiểu nhá. Bởi vì về cơ bản mà nếu như chỉ đề cập đến đây thì Nghe chừng là chúng mình vẫn chưa được hiểu cho lắm nhỉ Thì ở đây các bạn sẽ thấy nhá Chúng ta sẽ có này Phân tích dẫn chứng ở đây Đây chúng ta sẽ có bước đầu tiên Đây chị sẽ có cái bước đầu tiên này 1 cộng 2 Như sau ạ Đây ạ 1 cộng 2 Nó sẽ là như thế này Nhá 1 cộng 2 nó sẽ ra một cái công thức cụ thể như thế này Các bạn có thể dùng một số những cái câu dẫn kiểu như sau nhá, như thế này. Bài học về hay thông điệp về. Được không ạ? Bài học về hay thông điệp về, được không ạ? Khiến cho tôi nhớ đến khiến cho tôi nhớ đến hình ảnh của ai đó hay câu chuyện của ai đó. Được không ạ? Vân vân hay nhớ đến một cái gì đó tùy các bạn được không nào thì ở đây chính là cái phần mà chúng ta tiến hành gọi tên dẫn chứng đấy và cái phần này là cái phần chúng ta kết nối để dẫn đấy được không nào hoặc một cách khác chúng ta sẽ có một trong những minh chứng minh chứng rõ nhất cho cái gì đấy được không ạ một trong những minh chứng rõ nhất cho ok không à là được không? Ok chưa ạ? Đấy, thêm một cách nữa khá đơn giản. Hoặc là chúng ta sẽ có ở đây. Tôi vẫn luôn luôn dành sự ngưỡng mộ và trân trọng cho ai ai đó hoặc cái gì đó. Ok chưa ạ? Đồng ý không các em? Nhá. Hoặc là à được không nào? được không nào? OK không ạ? À? Hay ví dụ chúng ta sẽ có tên dẫn chứng ở đây đảo lên đầu được không ạ? À? Là một trong những minh chứng rõ nét rõ nét cho OK chưa? Được không? Nhớ! Hay ví dụ câu chuyện của được không ạ? À? Hình ảnh của được không ạ? À? Hay tên dẫn chứng ở đây ai đó luôn được không đã khiến cho tôi tin vào vấn đề luận ở đây được không ạ thì các bạn ơi chị nghĩ rằng là cái câu này sẽ là cái câu mà các bạn nên tự chủ động linh hoạt nhưng mà chị cũng đề xuất một số những cái ý nho nhỏ cho chúng mình như thế này bởi vì chị nghĩ rằng là đôi khi mà các bạn bị bí ấy thì các bạn cũng có thể chủ động sử dụng đúng không ạ đôi khi mà các bạn bị bí thì các bạn cũng có thể chủ, chủ động sử dụng những cái cách mà chị đưa ra ở đây với những cái câu nó rất là nhỏ bé thôi nó rất là đơn giản thôi Nhưng mà nó cũng sẽ khá là hiệu quả Đối với chúng mình trong trường hợp các bạn bị bí Không biết làm thế nào để có thể gọi tên dẫn chứng ra Thì chị cũng mong là Các em có thể phát triển từ những cái ý tưởng Mà chị đưa ra ở đây Chứ, chỉ, chứ không chỉ dừng lại Ở những cái câu như thế này rồi đến lúc lại bảo là học chị Hiên á, chị Hiên toàn bắt làm như này làm như thế kia thôi Nhưng mà chị thì chị không bao giờ nói như thế nhá Mà chị chỉ muốn là các bạn học cùng với chị để các bạn có những cái ý tưởng để các bạn làm vậy thôi Chứ không phải là cái việc là Chị bắt các bạn như thế này, bắt các bạn như thế đâu Các bạn mà nói như thế là oan uổng cho chị lắm nhớ Biết chưa Chúng mình ơi, ok không Nào, thì đây là cái bước số 1 và số 2 Chúng ta gọi tên cái dẫn chứng đó ra Được không ạ à? Chúng ta có cái bước số 3 ở đây Đó chính là chúng ta bắt đầu trình bày dẫn chứng Thì các em ơi Cái trình bày dẫn chứng này Nó sẽ phụ thuộc vào cái yêu cầu Của đề bài Bây giờ chúng ta thấy rằng là gì? Cộng với cả quan điểm của các bạn đúng không ạ? Ví dụ nhá, chúng ta có một cái đề bài, ví dụ như ở phía trên đi, về tình yêu thương đi, được không ạ? Về tình người trong hoàn cảnh khó khăn thử thách đi. Ok chưa nào? Thì ở đây chúng ta sẽ bắt đầu đi lên trên các trang báo tìm. Và khi mà tôi lên một cái trang báo là dân trí chẳng hạn, thì tôi đã tìm được một cái câu chuyện đó là câu chuyện về anh Nguyễn Quân Dũng. Được không ạ? Câu chuyện về anh Nguyễn Quân Dũng chẳng hạn, về tình người nhá. Đây ạ, à, chị có cụ thể như thế này. Tôi có một cái câu chuyện về anh Nguyễn Quân Dũng được không ạ? À? Anh ấy là một người mà đã đây, như sau. Gọi tên anh Nguyễn Quân Dũng. Được không ạ? À? Việc làm của anh ấy để thể hiện tình người đó chính là trong cái đợt lũ vào năm 2021 thì đồng bào miền Trung đã thiệt hại rất là nhiều và anh ấy đã chạy xe tải dọc ba tỉnh ba tỉnh miền Trung bao gồm Quảng Trị, Huế, Quảng Nam để tiếp tế lương thực cho người dân đang bị cô lập được không ạ? Thì các bạn ơi, đây có phải là một cái hành động thể hiện cho tình người không ạ? Đúng. Họ phải có một cái tình yêu thương đối với những cái con người ở mảnh đất miền Trung này thì họ mới sẵn sàng làm những cái công việc mà nguy hiểm như thế, đúng không ạ? Và rất là tốn thời gian, tốn công sức, phải hy sinh nhiều thứ chứ. Nhưng bằng bằng cái tình người, cái tình cảm ấm áp giữa con người và con người thì anh ấy đã làm việc này đúng không ạ? Chúng sau đó thì chúng ta từ cái việc như thế này chúng ta có thể khẳng định tức là chúng ta phân tích để làm rõ và phù hợp với cái ở phía trên, đó là gì ạ? À, thời tiết khắc nghiệt không cản được bước chân chàng trai trẻ. Tình người đã được thắp sáng lên từ những hành động đầy nhân văn như thế và chính hành động đầy tình người ấy đã tiếp thêm sức mạnh cho đồng bào miền trung vượt qua khó khăn trong đợt lũ lịch sử thế thì vừa ở phía trên chúng ta khẳng định với nhau lập luận với nhau một điều rằng là a à, tình người sẽ giúp cho con người ta có thêm cái sức mạnh và nghị lực để vượt qua khó khăn thì đây ở đây sau khi tôi phân tích xong cái dẫn chứng này tôi cũng phải thừa nhận một điều rằng bằng cái hành động của anh nguyễn quân dũng này thì những cái con người mà bị cô lập ở ba tỉnh quảng trị huế và quảng nam ấy họ nhận được không chỉ là về vật chất mà còn là những cái tình cảm rất là ấm áp mà anh nguyễn quân dũng anh ấy trao gửi thế nên là chúng ta có thể thấy là gì ạ à đó cũng là một cái hành động mà giúp cho bản thân của họ cảm thấy có thêm niềm tin và động lực để vượt qua tất cả những cái thách thức khó khăn và thử thách ấy được không nào các bạn ơi được không ạ à được không nào chúng mình ơi lớp mình cũng có khá là nhiều bạn cấn lịch ý đấy thế nên là chị cũng hết sức thông cảm cho cái này à vĩnh đàm ạ à. à, chị cũng hết sức thông cảm cho cái này không sao cả các bạn có thể chủ động xem lại mà bởi vì cơ bản là chị cũng biết là các em còn rất nhiều những cái môn học khác nữa chứ không phải bạn nào cũng có dành cái khung thời gian này đâu đấy nên là không sao hết tất cả những cái bài giảng chị vẫn sẽ để lại để các bạn ấy có thể chủ động xem lại được không nào? Có phải là ai cũng dành tận 3 buổi tối trên một tuần để có thể học văn cùng với chị đâu Miễn là các bạn chủ động các bạn xem lại là được Thế thì vừa rồi có một bạn hỏi chị là Chị ơi, nên sử dụng một hay hai dẫn chứng ở trong cái bài viết này Thì bản thân chị cho rằng là trong cái đoạn văn nghị luận xã hội thì chỉ cần một dẫn chứng thôi là đủ rồi nếu mà các em muốn lựa chọn hai dẫn chứng thì các bạn vẫn có thể đưa vào. Nhưng chị thì chị nghĩ rằng là cái cách đưa nó cũng phải phù hợp để chúng ta có thể tiết chế được dung lượng. Chứ không phải là bản thân chúng ta cứ viết bừa và nghĩ rằng là cứ viết cho thật dài là sẽ đạt điểm cao đâu. Hãy nhớ nhá, hình thức trình bày cũng chiếm tới 0,25 cái số điểm trong số 2 điểm mà chúng ta đang tìm kiếm đấy. Thế nên là chị rất là mong các bạn sẽ có thể uh, gọi là lưu ý giúp cho chị về cái vấn đề đấy nhá. Ok chưa? Thì đấy, cái thứ ba là trình bày dẫn chứng và phân tích dẫn chứng luôn đấy Để cho thấy được cái tính phù hợp với cái vấn đề mà chúng ta đang vừa bàn luận ở đây Ok chưa ạ? Chúng ta vừa mới đưa ra cái quan điểm ở đây Thì các bạn ơi, chị sẽ lấy thêm một cái ví dụ nữa ở đây nhá Sau rồi chị sẽ phân tích cho chúng mình Chị có một cái phần đưa ra dẫn chứng như thế này Các bạn có thể, các bạn có thể lắng nghe ạ Nó như sau ạ Đề bài là Bài học từ trào lưu du lịch phượt của giới trẻ ngày nay. Đề bài. Đề bài là Bài học từ trào lưu du lịch phượt của giới trẻ ngày nay. Ngày nay. Được ừ không ạ? À? Đây, ví dụ đề bài là như thế này Chị sẽ có một cái phần dẫn chứng cụ thể như sau Tôi vẫn luôn dành sự ngưỡng mộ và trân quý đối với câu chuyện của chàng trai võ đình nam phương được không ạ? À? Các bạn ơi, đây là làm bước 1 và bước 2 đấy. Đúng không? À, đó chính là gì nhỉ? Dẫn dắt và gọi tên dẫn chứng ra đấy, được chưa? Rồi, về chuyến hành trình vẫn viết tiếp nhá. Quên mất lại chấm. Về chuyến hành trình được không nào? Về chuyến hành trình đạp xe xuyên Việt. Đạp xe xuyên Việt Được không ạ? Về chuyến hành trình đạp xe xuyên Việt Được không ạ? Thăm những đứa trẻ mồ Được không nào? Thăm những đứa trẻ mồ côi Thăm những đứa trẻ mồ côi Và người già neo đơn Được không nào? Ok chưa ạ? Dọc khắp đất nước dọc khắp đất nước ok chưa nào rồi tiếp tục nhé chúng mình sẽ có ở đây đó là mỗi nơi mỗi trại trẻ mồ côi hay trại dưỡng lão mà phương có mặt cậu đều trích tiền túi để ủng hộ những món quà nhỏ bé nhưng chứa đầy tình cảm mỗi nơi phương đến mỗi nơi phương đến cậu đều trích tiền túi. Mỗi nơi phương đến, cậu đều trích tiền túi để ủng hộ. Để ủng hộ được không ạ? À? Để ủng hộ những món quà bé nhỏ. Những món quà bé nhỏ nhưng chứa chan tình cảm. Các bạn ơi, đây là thao tác số 4. Được không? À thao tác số 3 là trình bày dẫn chứng được không ạ bắt đầu cuối cùng phân tích dẫn chứng nhá phương đã cảm nhận được từ chuyến đi phương đã cảm nhận được từ chuyến đi những bài học về cuộc sống những bài học về cuộc sống mà đối với cậu mà đối với anh mà đối với anh là vô giá được không ạ? À? Mà đối với anh là vô giá chấm. Đó là nhiệt huyết của tuổi trẻ với mong ước một cuộc sống tốt đẹp hơn, không chỉ cho bản thân mà còn nhiều người khác. Đó là nhiệt huyết của tuổi trẻ với mong muốn làm nhiều điều ý nghĩa làm nhiều điều ý nghĩa cho mọi người xung quanh được không nào các bạn ơi thì đây rõ ràng là một cái bài học mà cụ thể ở đây là chúng ta đi theo cái hướng đó là gì nhở đó là tích cực đúng không nào à được không nào đây là một cái mà chúng ta sẽ đi theo hướng tích cực đúng chưa nào tức là ở đây là chúng ta trình bày ở đây được không ạ à? Chúng ta cụ thể chúng mình trình bày ở đây đó là cái gì nhỉ? À đó là câu chuyện về một cái người bạn trẻ mà rất là thích du lịch phượt. Thế nhưng mà không phải là phượt theo cái kiểu trào lưu mà đây là đi phượt có mục đích. Và mục đích là đi đến thăm những cái trại trẻ mồ côi và trại dưỡng lão để có thể trao gửi những cái tình cảm của mình. Và từ đó thì người bạn ấy cũng đã nhận về được cho mình rất là nhiều những cái bài học vô giá và đó cũng chính là những cái bài đó cụ thể là bài học về gì ạ? Mong muốn là có thể sống và làm thật được nhiều điều những ý nghĩa cho những cái người xung quanh của mình. Được chưa nào, chúng mình ơi, ok không? Được không các em? Thì ở đây chính là cái bước thứ tư đây. Đấy cụ thể từng bước thì với cái chị chia sẻ các em đã hiểu hơn về cái cách mà chúng mình sẽ đưa dẫn chứng vào trong bài viết chưa ạ? Và các bạn có băn khoăn gì về cái việc là chúng ta làm hai bước vừa rồi không? Bước số 1 là tích lũy dẫn chứng. Và bước số 2 là chúng ta sẽ đưa dẫn chứng một cách thích hợp vào trong bài viết của mình. Thì các bạn có có băn khoăn gì không ạ? Các bạn có băn khoăn gì không ạ? À các bạn có băn khoăn gì không? Các em ơi, À, chị sẽ tư vấn cho các bạn cái này bản thân chị nó cảm chị bản thân chị cảm thấy khá là hữu ích được không ạ à? À, các bạn có thể tham khảo một số các bài viết một số các cái cuốn sách và một số những cái trang web nên đọc để tích lũy dẫn chứng cũng như là có thể có thêm cho mình những cái sự diễn đạt tốt cho cái bài nghị luận văn học thì chị sẽ để ở đây nhá chị sẽ để một số bài viết này một số bài viết này sách này. Trang web này mà các bạn lên đọc. Đây cụ thể cái thứ nhất là chuỗi bài viết trong thử thách 30 tuần của các bạn trẻ. Chuỗi bài viết trong thử thách được không ạ? 30 tuần của các bạn trẻ trên trang web đường về nhà com nhá các bạn vào trang web này kéo xuống dưới là sẽ thấy list bài viết đây là cái thứ nhất cái thứ hai các bạn có thể đọc những cái cuốn sách được không ạ à? ví dụ như tôi là một con lừa đây một số những cái cuốn sách ví dụ như là đây ạ à, tôi là một con lừa được không ạ à? hay là sự ủi an của triết học hay là cuốn sách đường về nhà hay là bức xúc không làm ta vô can hay là phải trái đúng sai hay là ngược chiều vun vút hay là gỗ môn hay là du hành cùng Herod herodotus và hay là tạo ra thông điệp kết dính hoặc là các bạn có thể đọc những cái cuốn sách một cái bộ sách của first new ấy nó là về hạt giống tâm hồn đó các bạn có thể tìm hẳn một cái bộ sách đó để các bạn đọc bởi vì bản thân chị thì đọc rất là nhiều những cái cuốn sách của first new đặc biệt là những cái cuốn sách liên quan về, tức là cái đầu sách hạt giống tâm hồn ấy và chị có thể thấy ở đấy là mình có rất là nhiều những cái bài học được sẻ chia từ đấy thế nên các bạn cũng có thể tìm nhá hay là các bạn có thể tìm cái bộ sách cẩm nang tư duy được không ạ à? trước mắt thì có thể đọc hai cuốn là cẩm nang tư duy đặt câu hỏi bản chất hay là cẩm năng tư duy phản biện các khái niệm và công cụ được không ạ hay là gần gũi hơn thì các bạn có thể tham khảo cái chuyên mục góc nhìn ở trên báo vn express nhá thì đây cũng là một cái chuyên mục mà đưa đến cho chúng ta có thể thấy rằng ở đấy nó là một cái kho nghị luận xã hội cực kỳ cực kỳ là rộng mở luôn được không ạ tìm trên báo vn express được không nào vn vn express được không ạ đó đây cũng là một cái chuyên mục mà chúng mình nên tìm hiểu Bởi vì ở trong đó có rất là nhiều những cái gọi là bài nghị luận xã hội Tức là nhìn cái quan điểm về các vấn đề rất là nóng trong xã hội hiện tại Hay là giống như chị chia sẻ đấy trên VTV24 thì nghe tiêu điểm, chương trình tiêu điểm Các cái phóng sự của VTV hay là có thể tham khảo thêm cả cái trang việc tử tế đấy Chị cũng đã chia sẻ với chúng mình rồi, phải không nào? Thì các em ơi, theo như dự định á Thì ngày hôm nay chị còn muốn là chia sẻ về bài văn cùng với chúng mình cơ Thế nhưng mà bây giờ thì chị lại chuẩn bị có một cái lịch khác Chị cứ nghĩ là hôm nay cái phần giảng chỉ mất một tiếng thôi cơ Chứ không ai nghĩ là lại, lại, lại lên đến một tiếng rưỡi rồi nên là chị sẽ trong ngày mai Chị sẽ quay một cái video clip để hướng dẫn cách làm bài văn nhá Thế xong rồi chị sẽ up cái video clip đó lên cho các em tham khảo Cho các bạn mà đang cần bài văn tham khảo Thế xong rồi có cái thắc mắc gì Thì các em sẽ gọi là để lại cho chị và nhắn tin vào trong group để chị giải đáp và hỗ trợ thêm Được không? Bởi vì là về cơ bản thì ở trong lớp mình chỉ có một số bạn là là có nhu cầu cho bài văn thôi Nhưng mà chị đã hứa với các em rồi là các bạn có khó khăn và băn khoăn gì là chị cũng sẽ giải đáp hết toàn bộ với các bạn thế nên là ngày mai thì chị sẽ làm một cái phần video clip để có thể hướng dẫn cho các bạn làm bài văn nhá, được không nào? OK không ạ? À? Thế xong chị sẽ up lên cho các bạn. Thế xong rồi các em xem xong, các em có gì mà các bạn cần phải trao đổi với chị ấy, thì các em sẽ nhắn tin vào trong group để chị trao đổi và hỗ trợ cho chúng mình, được không? OK không nào? Ngày hôm nay các bạn có hiểu bài không ạ? À? Ngày hôm nay chị lại tiếp tục chia sẻ cùng với chúng mình hai cái thao tác ở trong phần thân đoạn thao tác đầu tiên đó là thao tác liên quan tới chúng ta tiến hành phân tích và bàn luận và thao tác thứ hai là thao tác chúng ta tìm dẫn chứng thiết lập bảng dẫn chứng cho mình thế xong rồi bắt đầu từ đó là đưa ra cái cách đưa dẫn chứng phù hợp vào trong bài viết đương nhiên là sẽ cần phải luyện tập đấy được không ạ à? chắc chắn là sẽ cần phải luyện tập rồi ngày hôm nay thì hình như là không có bài tập đến tận buổi buổi hình như là buổi 4 và buổi 5 là cộng bài tập vào với nhau hay sao ấy. Để một lát nữa chị xem lại rồi chị sẽ báo các bạn nhé. Ok chưa nào? Thì các em ơi, những cái buổi trước chị cũng đã chia sẻ rất kỹ càng rồi. Chị mong là các em mà không theo kịp thì các bạn chủ động xem lại nhá. Được không nào? Có gì khó khăn thì chị em mình trao đổi nhá. Được không? Rồi, còn ngày hôm nay thì cảm ơn các bạn rất nhiều bởi vì các em vẫn ở đây và học cực kỳ chăm chỉ với chị. Chị hẹn gặp lại chúng mình ở trong buổi phát trực tiếp tiếp theo nhé. Buổi học vào thứ sáu nhá Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại nhé. Bye bye! Đồng hành cùng học văn chị Hiên để chinh phục 8 cộng trong mọi kỳ thi các em nhé.